Không hành trình nào là không gian khổ. Không vinh quang nào là không thử thách. Tất cả vì một màu cờ, một sắc áo, một tình yêu. Bắt đầu từ năm 2017, từ những nỗ lực miệt mài, những cống hiến không tên, đến thành công vang dội năm châu, Sony luôn đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá nước nhà, thấu cảm và chia sẻ, cùng nhau giữ trọn niềm tin, cùng nhau khát khao và nỗ lực. Từ nhỏ em, thật sự em đi đá bóng, em chỉ thích được đá bóng thôi. Em chắc là em, nếu mà ngày xưa mà em chỉ cần một quả bóng thôi, chứ em không cần ai cả. Giờ đây, hãy tận dụng cơ hội, cháy hết đam mê, vững tin vào sức mạnh của các bạn, của hàng triệu trái tim, để một ngày không xa, cùng nhau ta hát vàng, khúc ca khải hoàn. Vươn ra biển lớn, tiến đến vinh quang. Sony vinh dự là nhà đồng hành cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam từ năm 2017 đến những chiến thắng mới. Sony.